con người vô cùng đơn giản. Một khối lập phương màu trắng xuất hiện trên không trong thành phố. Vô số học sinh cấp 3 bị nhốt trong đó. Họ đều là những người đã được thần chọn. Nghe nói người thắng có thể trở thành đứa con của thần. Trò thứ ba vô cùng tàn nhẫn, được tổ chức trong nhà tắm. Quy tắc trò chơi cũng rất đơn giản. Chắc là mọi người đều từng chơi trò bỏ khăn. Nếu trả lời đúng tên con rối phía sau thì coi như thắng cuộc. Nếu như đoán sai sẽ bị xé thành hai mảnh, rất kinh dị. Trò thứ hai, con mèo đáng yêu, được tổ chức trong một sân bóng rổ kín. Trò chơi mèo bắt chuột, người bị bắt sẽ bị ăn một cách vô tình. Trò đầu tiên là đơn giản nhất, 1, 2, 3 người gỗ đứng lại, tính theo thời gian. Trong vòng 10 phút, nếu có bất kỳ học sinh nào bấm vào được cái nút ở phía sau người gỗ, coi như trò chơi kết thúc. Người bị bắt sẽ biến thành những viên bi màu đỏ. Bộ phim bắt đầu. Vào một ngày nọ, trên bầu trời bỗng xuất hiện một khối lập phương màu trắng, khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Nó chậm chậm trôi dạt trong không trung. Thầy chủ nhiệm đang viết gì đó trên bảng. Đột nhiên đầu bị nổ tung, biến thành vô số viên bi màu đỏ, bị một con rối râu dài chiếm lấy. Nơi này có nhiều học sinh giỏi và học sinh dốt. Có người muốn chạy thoát đã bị giết chết không thương tâm. Có học sinh lại vô cùng điềm tĩnh phân tích con rối lớn ở trước mặt. Đây thật sự chỉ là một trò chơi vô cùng đơn giản. 1, 2, 3 người gỗ đứng lại, người bị bắt sẽ biến thành những viên bi màu đỏ. Có rất nhiều học sinh bị dọa khi bạn mình nổ tung, cơ bản không có thời gian suy nghĩ. Trò chơi kinh dị đột nhiên xuất hiện này, thậm chí có rất nhiều người không muốn tham gia. Chỉ cần mỗi lần con rối này quay đầu lại, ai đang cử động người đó sẽ chết. Chẳng ai muốn chết, nhưng thời gian có hạn, bắt buộc phải ấn vào được cái nút phía sau lưng nó trong vòng 10 phút. Trong vòng 9 phút ngắn ngủi, cả một lớp chỉ còn lại 2 người. Nhìn thấy sắp hết thời gian, Sơn dựa vào sự giúp đỡ của bạn mình, nhảy một phát lên chỗ con rối, thành công ấn vào cái nút trên người nó. Con rối lớn tiếng tuyên bố trò chơi kết thúc, cứ tưởng rằng hai người có thể cùng sống sót. Ngay lúc họ đang vui mừng, người bạn lại chết ngay trước mắt mình. Con rối lại cất tiếng, chỉ có người ấn vào nút mới được sống. Để tiếp tục vai trò tiếp theo, Sơn gặp được một bạn gái ở cửa. Thì ra mỗi lớp trong trường chỉ còn một người sống sót. Mỗi lối ra đều bị khóa chặt, hoàn toàn không thể thoát ra ngoài. Những người còn lại bị dẫn vô một sân bóng rổ. Trong đó có rất nhiều học sinh đến từ các lớp khác nhau. Mặt đất bắt đầu rung lên, từ dưới trồi lên một con mèo thần tài cực lớn, phát ra một màn nhạc kỳ dị. Cái đầu nó vươn ra, vô lấy một con chuột và ăn mất. Tiếp đó mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn. 2, 3 rồi 5 học sinh bị nó ăn. Quy tắc của trò chơi này chính là trong thời gian quy định, ném cái lục lạc này vào phần của con mèo thần tài là coi như chiến thắng. Một học sinh tự cho mình là cao thủ bóng rổ, cầm lấy cái lục lạc ném về phía bạn rổ. Lúc sắp ném thì bị tay con mèo thần tài bắt lại. Kết quả cậu ta bị lục lạc ném chết. Trò chơi tiếp tục, con mèo nhìn qua hướng của Sun khiến hai người dựng tóc gáy. Sau đó nó quay đầu sang hướng những học sinh khác đang mặc đồ con chuột. Sun phát hiện ra bí mật, con mèo này chỉ ăn những học sinh mặc đồ con chuột. Cậu ấy bắt đầu hét lớn, kêu mọi người cởi đồ ra. Con mèo quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng chưa được bao lâu, khi mọi người đang thảo luận kế hoạch tiếp theo, một học sinh nữ đã bị ăn thịt. Bởi vì trong sân bóng không còn con chuột nào nữa, con mèo chỉ có thể ăn người, khiến nó điên cuồng hơn. Nó bắt đầu giết hết tất cả mọi người trong sân bóng rổ. Sun lại nghĩ ra một cách, mọi người trèo lên phía sau lưng con mèo. Cách giúp con mèo gãi gối này lại có hiệu quả. Mặc dù mọi người cũng tranh thủ được một khoảng thời gian dài, con mèo đã bị dục đi ngủ. Tiếp theo phải làm sao đấy, sớm muộn gì nó cũng sẽ tỉnh dậy thôi. Thời gian trò chơi quy định cũng sắp hết, mọi người bắt đầu cãi nhau. Đồng thời con mèo lại bị đánh thức lần nữa, giơ móng vuốt sắc nhọn cao mấy đường dọa cho mọi người sợ chết khiếp. Những người tại đó giống như miếng bánh mì bị cắt thành từng đoạn một. Sun lại nghĩ ra một cách khác, dùng quần áo quấn trái bóng rổ và lục lạc lại. Như vậy thì con mèo sẽ không phân biệt được, cố ý để lộ trái bóng rổ ra cho con mèo nhìn thấy. Và nó đã thấy thật, Ichika ném móng bị mèo thân tay chặn lại, cao thật mạnh vào Ichika. Cùng lúc đó Sun thành công ném trái lục lạc, đây mới thực sự là trái lục lạc. Cứ tưởng thắng lợi trước mắt nhưng lại không ném trúng. Thời gian chỉ còn lại vài giây, đã không còn cơ hội nữa. Kakeru luôn ở trong góc phòng, nhảy qua đầu con mèo là một cú úp rổ cực đẹp. Trò chơi kết thúc, trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có 4 người có thể tiếp tục sống sót. Những người khác đã bị giết một cách tàn nhẫn. Cùng lúc đó, các đội quân bao vây khối lập phương, nhưng không thể ra tay, cũng không biết rõ rốt cuộc bọn trẻ đã gặp chuyện gì ở bên trong. Máy bay trực thăng cũng chỉ có thể bay xung quanh chờ đợi tin tức. Trong khối lập phương, 4 học sinh bị đưa tới một căn phòng tắm. 2 cô gái, một cậu học sinh thiên tài và Sun ngốc nghếch. Cậu học sinh thiên tài ấn nút bắt đầu. 4 con rối như 4 bao cát bước từ ngoài cửa vào, giành nhau nói về quy tắc của trò chơi này. Khung cảnh rất đáng yêu, nhưng thực chất rất kinh dị. Cậu học sinh thiên tài vô cùng hứng khởi, cậu ấy đã thành công vượt qua mấy trò chơi. Cảm giác trò chơi đơn giản này cũng không làm khó được mình. Cậu ấy chủ động đề nghị là người đầu tiên tham gia trò chơi. 4 con rối bắt đầu xoay vòng quanh và hát. Nó dừng lại, cậu ấy hỏi tên của con rối đằng sau lưng. Kết quả lại đáng sai, vì từ đầu không nghiêm túc lắng nghe quy tắc. Cứ như vậy, bị mấy con rối bắn tia laser đến chết. Tiếp theo là một cô bạn xinh đẹp. Rất rõ ràng, cô ấy rất sợ hãi, cũng không muốn chơi trò chơi này. Nếu như không chơi sẽ trực tiếp bị đoán là sai, dưới sự ép buộc của những con rối. Cô
gái bắt đầu tham gia trò chơi với tâm trạng đầy căng thẳng. Bọn chúng hát xong bài hát, cô gái vẫn mãi chưa chịu nói ra đáp án. Hết thời gian, vẫn được xem là thất bại. Cô ấy muốn chạy trốn, bị tia laser trực tiếp bắn vào. Nhưng khả năng cử động, hai con rối dùng sức trên không trung muốn xé cô ấy ra từng chút một. Sợ mất hồn, chân bị trụng ở xuống đất. Lần này đến lượt cô ấy rồi, Sương chủ động đứng chắn trước mặt cô ấy. Hành động dũng cảm khiến bốn con rối cảm thấy phấn khích. Trò chơi bắt đầu, tiếp tục hát bài hát kinh dị. Đã đến thời gian, Sương tỏ ra rất sợ hãi, nói ra cái tên Kenichi. Rất rõ ràng cậu ấy đã đoán đúng. Tiếp sau đó, cậu ấy lấy ra một chiếc điện thoại cho chúng xem, đã ghi âm trước âm thanh kết thúc, lợi dụng quy tắc chơi chúng nó. Bốn con rối biến thành bốn chiếc chìa khóa. Cuối cùng Sương đã cứu được cô gái. Hai người thành công thoát khỏi chặng cuối. Tất cả những người tài giỏi được chọn đều bị đưa tới một tòa lâu đài võ hoàng. Năm người ở đây đợi rất lâu, đang đợi quy tắc trò chơi của trận tiếp theo. Cánh cửa mở ra là một con búp bê Nga. Trên mặt nó có dấu vết năm tháng rõ ràng, dáng vẻ đi đứng rất dễ thương, nhưng kèm vào đó cũng rất kinh dị. Nó nhất định chút một đến chỗ của họ. Một con biến thành hai con biến thành ba con. Quy tắc trò chơi của trận này càng đơn giản hơn. Thực ra là bản nâng cấp của trò chơi vũ tiên. Trong năm người sẽ có một con quỷ, bốn người trốn, quỷ đi bắt. Quỷ bắt được ba người coi như thắng. Ai là quỷ sẽ dựa vào việc bóc thăm từ miệng của con búp bê giả ra năm cái thăm để mọi người bóc. Takeru bóc được cái thăm có đánh dấu màu đỏ. Học sinh thể thao có sức khỏe nhất trong năm người. Về vấn đề thể lực, không có ai mạnh bằng cậu ấy. Nhóm người tranh thủ thời gian chạy trốn. Takeru trực tiếp xông qua những con búp bê, đá nó một phát bay đi. Sau khi lấy được cái hộp súng, đặt vào vị trí được chỉ định, thuận theo hướng của số 3 và số 4 để đi tìm họ. Bọn họ đã chạy được nửa tiếng, nghĩ rằng đã chạy rất xa. Kết quả vẫn bị Takeru bắt được, nhốt vào trong lòng. Trong năm người, Takeru kết hợp làm quỷ nhất. Cùng lúc đạp lên cái hộp, cậu chạy ngay đến chỗ cô gái và Sun, cứ như là biết bọn họ ở đâu vậy. Mặc dù lối vào đã bị chặn, nhưng cũng không thể ngăn cậu ấy quá lâu. Cô gái chọn cách ở lại để Sun tự mình chạy trốn. Như vậy chỉ còn lại Sun và Takeru. Thật ra Takeru đã thắng rồi, cậu ấy chỉ cần bắt được ba người và đạp cái hộp là có thể sống. Rất rõ ràng, cậu ấy là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Khoảnh khắc cuối cùng, Sun và cậu ấy đồng thời đá vào cái hộp, nhưng không hề xảy ra vụ nổ nào. Quy tắc đã nói, kết quả khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Giống như là chơi trò gia đình vậy, không có phản ứng gì cả. Mặt trời xuống núi, con búp bê xuất hiện, tuyên bố Takeru thất bại và bị loại khỏi cuộc chơi. Kết quả vẫn khiến bọn họ bất ngờ. Đây chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi, không có ai phải chết. Cũng giống như con búp bê nói, người thắng sống, kẻ thua sẽ chết. Mọi người vừa hận vừa vui, chúng cho mọi người lấy cây kem, làm phần thưởng. Ăn xong mới được phép rời khỏi đây. Sau khi ăn xong, cây kem của Jun có viết hai chữ sống sót. Trên que kem của Takeru cũng viết hai chữ sống sót. Cây kem của ba người còn lại đều viết là tử vong. Đây mới là trận cuối cùng vận mệnh. Ba người bị giết một cách không thương tâm. Sun và Takeru cuối cùng cũng trở thành người được thần chọn. Tiếng trò chơi kết thúc vẫn vang vọng trên khối lập phương. Hai người họ là nổi bật nhất. Từ đó về sau, họ được xem là con của thần. Cùng lúc đó, ở một góc khác của thế giới, tên đứng đằng sau xuất hiện. Điều này có ngụ ý gì đây?